hôm nay thì U22 Việt Nam ra sân trong bộ trang phục toàn đỏ bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Đó là tình huống phạm lỗi của số 15 Sardin. Chúng ta cũng biết là một trong những điểm mạnh của bóng đá Indonesia đó là lối chơi giàu sức mạnh, khả năng tranh chấp rất mạnh mẽ. Ngày hôm nay không có tiền đạo số 1 là Rafli, nhưng sự thay thế số 20 Osvaldo là một tiền đạo đang có phong độ tốt. Anh đã ghi cả hai bàn thắng trong những trận. Đó là tình huống phạm lỗi của Thành Trung. Chúng ta cũng thấy là ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu thì diễn biến đang diễn ra rất căng thẳng. Đây là trận đấu được xem là trận chung kết quán B và cả hai đội đều đang nhập cuộc với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Như vậy là trọng tài ông Majed Mohamed đã rút ra chiếc thẻ vàng đầu tiên và nó thuộc về cho Thành Trung, người đã có pha cắt được bóng và dâng lên vừa rồi, đó là số 18 Jarun. Andy Setio. Thanh Thịnh. Trọng tài thổi phạt lỗi kê chân của Osvaldo Hay. Ở hai trận đấu gần nhất gặp U22 Thái Lan và U22 Singapore thì số 20 của Indonesia đều vào sân từ băng ghế dự bị. Sardin. Vẫn là Sardin. Thêm một đường chuyền. Và dứt điểm là của số 18 Jarun Mila. Cần phải rất cảnh giác với những tình huống cắt mặt của U22 Indonesia. Người đã có pha can thiệp trước cú ngã người của Mila, đó là Thành Trung. Chúng ta cũng thấy là Mila đang tỏ ra rất đau ở trên sân. Mặc dù không được đánh giá quá cao trước khi SEA Games 30 diễn ra, nhưng đến lúc này thì các học trò của ông Siafri vẫn đang trình diễn một lối chơi phải nói là rất tích cực, đặc biệt đến từ chiến thuật phòng ngự phản công. Và quay người sẽ có thêm thẻ vàng dành cho U22 Việt Nam và dành cho Hà Đức Chinh. Và xoay người của số 16 Sani Rizky là người đã mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia trong hiệp 1. Hà Đức Chinh cũng đã rất nỗ lực để lùi về áp sát đối phương. Trước khi phạm lỗi thì Hải Đức Chinh đã có tình huống xử lý hơi chậm. Trước khi bước vào trận đấu với U22 Indonesia thì hàng công của U22 Việt Nam đã chơi ấn tượng với 12 bàn thắng vào lưới của Lào và Brunei. Nhưng ngày hôm nay thì bàn thắng của Thành Trung đến từ một hậu vệ có một vai trò rất quan trọng. Tiến Linh, cơ hội tấn công dành cho U22 Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Nhưng rất đáng tiếc là Tiến Linh đã phạm lỗi với đối phương. Đã có những tình huống nóng nảy xảy ra không đáng có. Đây là thời điểm mà chúng ta đã tìm được bàn san bằng tỷ số và cần phải chơi một cách bình tĩnh hơn. Có thể đây cũng là một cách, một trong những phương pháp của thầy trò huấn luyện viên Indra Siafri muốn gây hấn với các cầu thủ U22 Việt Nam để gây ức chế cho các học trò của đội viên Park Hang-seo. Đây không phải là lần đầu tiên mà hình ảnh này diễn ra, và nó cũng đã từng xảy ra trong trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Singapore.
Những phút cuối trận khi các học trò của huấn luyện viên Fandi Ahmad U22 Singapore đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, thì các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã có một phương pháp tương tự như biện pháp vừa qua họ làm đối với Tiến Linh. Hành động khiêu khích được khởi xướng đến từ đội trưởng Andy Setio. Chúng ta đã thấy rõ được ở pha quay chậm, Tiến Linh đã cho thấy được sự quyết tâm rất lớn của mình với tình huống đi bóng va chạm với đến hai chiếc áo trắng. Và ngay lập tức đội trưởng Andy Setio đã lao vào. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ pha đặt lòng cuối cùng. Nếu như thành bàn, đó chắc chắn là bàn thắng để kết thúc trận đấu này. Hạ Đức Chinh. Quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.